Một mùa đã được 4 phút, phải là mình hay không? Điều em sai với chú là em không đáp ứng được kỳ vọng của chú. Không, điều em trăn trở nhất đối với chú Ba là chỉ có là mình không sai với chú bất cứ một vấn đề gì hết. Chỉ muốn sai đều là không đáp ứng được cái kỳ vọng của chú. Chắc là Phượng hay chửi em thôi, mà chửi tục. Nhưng mà thôi, thì bạn bè mà thà chửi vậy, em thích như vậy. Giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Đông Triều là gì? Cùng lứa của em có một danh hiệu chính thức. Để khái quát lại cái khoảng thời gian kể từ khi Đông Triều bắt đầu lên V-League cho đến ngày hôm nay, thì Đông Triều đánh giá như nào về cái bước tiến của mình về mặt sự nghiệp? Về mặt sự nghiệp của em thì nói chung là không được như kỳ vọng. Nhưng mà mọi thứ vẫn còn trước mắt. Thì em nghĩ từ bây giờ cho về sau em sẽ cố gắng để làm một thứ tốt hơn. Thì nói chung cầu thủ nào thì cũng muốn được ra sân thi đấu, bản thân em cũng vậy thôi. Nhưng mà có thời điểm như một năm em không hề xuất hiện trên sân cỏ, rất là buồn. Thì cũng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, là người thân, thì em đã cố gắng xác định là tư tưởng và chiến đấu cho cái sự nghiệp của mình. Thực sự những cái lúc như vậy thì Đông Triều nghĩ như thế nào? Và đâu là cái khoảng thời gian mà em thấy khó khăn nhất? Ví dụ như là mùa 2020, Đông Triều chỉ xuất hiện trên sân cỏ V-League đúng 4 phút. Thì năm 2020 thì đầu mùa giải thì em có tập đội hình 11. Thì trước đó một ngày vào giải thì em đang thương. Xong thời gian nghỉ dịch em cũng cố gắng tập và cũng có một suất trong cái gọi như là đội hình để thi đấu, thì em lại bị bay cái móng chân. Thì em nghĩ đầu tiên mình nghĩ vấn đề xui xẻo một phần thôi, còn lại là do em, nói thẳng là do mình. Em không đổ thừa cho bất kỳ vấn đề gì hết. Khả năng của mình, tất cả gì mình có mà mình không được thi đấu là do mình. Năm 19 em vẫn còn đá được 9 trận chính ở Bình Dương. Nhưng qua năm 20 thì em chỉ đá được 4 phút. Thì nói chung thì cũng do mình, em hơi chắc em nghĩ là do khả năng chuyên môn của mình không đáp ứng được cái nhu cầu mà ban huấn luyện đề ra. Tại vì không ai huấn luyện viên giỏi nào mà sử dụng những người đưa ra những người mà không phải là tốt nhất để thi đấu. Ai cũng muốn chọn những người tốt nhất để được đưa ra đội hình để thi đấu. Mà em không lọt thì có nghĩa là em không đủ chuyên môn đáp ứng thôi. Em nghĩ là như vậy. Thực ra nói như vậy thì nghe có một cái chút gì đấy hơi khiên cưỡng. Bởi vì một người như ông Arsène Wenger đã đánh giá rất là cao Đông Triều, tức là Đông Triều có tiềm năng. Cái thứ hai nữa là nếu mà nói về mặt khát vọng, người khác có thể không nhìn ra, nhưng mà chắc chắn là anh em đồng đội rồi kể cả những nhà báo như mình cũng nhìn thấy là Đông Triều rất là khát khao trở lại. Có tài, có khát khao mà vẫn không trở lại được thì nó phải có một lý do gì đó khác. Có phải là nó có những cái vấn đề khó khăn về mặt tâm lý mà mình không giải quyết được không? Thì thời điểm năm 2020 thì cũng ảnh hưởng dịch bệnh, rồi bóng đá thì có lúc đá lúc không, rồi cho nên là cũng nó em coi như một năm mình không được may mắn trong sự nghiệp đi. Thì bắt đầu năm nay mình sẽ cố gắng mình làm lại. Nói nhắc về năm 2020 thì em nghĩ là một năm đáng quên của em. Một mùa đá được 4 phút, phải là mình hay không? Thì em cũng dằn vặt rất là nhiều điều đó. Rất nhiều người cũng không thể tin nổi là tại sao lại một mùa giải đối với Đông Triều chỉ có 4 phút, trong khi rất nhiều những người khác thậm chí là có xuất phát điểm không bao giờ được bằng Triều, nhưng mà họ đã có những sự thăng tiến. Cuối cùng thì là mình sẽ nhìn nhận cái nguyên nhân là ở đâu và mình sẽ giải quyết nó như thế nào? Nguyên nhân là chắc do đôi khi cái thể lực em cũng không đảm bảo để mà chơi 90 phút. Thì em nghĩ nguyên chính là đó. Bây giờ thì khắc phục thì chỉ cố gắng tập về mặt thể lực nhiều thêm một tí, cố gắng để mình đáp ứng khả năng của ban huấn luyện đề ra để mình được thi đấu. Một số nhà chuyên môn thì nói rằng là cái sức mạnh về cơ bắp của Đông Triều đang là một cái điểm mà có thể gây khó khăn cho em. Bởi vì là thực tế ra là rất nhiều các đội bóng bây giờ dùng Tây, thậm chí là đối mặt với chúng ta là có thể là có hai ông Tây và một ông nhập tịch có thể cũng lại là một ông Tây nữa. Thì đấy, chúng ta thấy là nó sẽ rất là nhiều những cái khó khăn. Đông Triều nhìn nhận cái vấn đề này được bao nhiêu lâu rồi
và mình đã có một cái giải pháp để mình giải quyết nó như thế nào? Thì năm 2015 em đã V-League năm đầu thì đá với tay nhiều mà. Nhưng mà lúc đó em sẽ lựa chọn như giải pháp là không đối đầu sức mạnh với những bạn ngoại binh được. Và mình sẽ có những thời điểm mình can thiệp nó đúng thời điểm của tình huống. Thì em nghĩ đó cách chơi phù hợp cho trung vệ Việt mà khi đối đầu với lại các bàn tay. Để mà đua về tốc độ, đua về sức mạnh đối với một cầu thủ ngoại ở Việt Nam mình chỉ đếm trên đầu người là trung vệ có thể chơi được. Còn mà để khắc chế rồi thì chỉ có cách là mình can thiệp vào cái thời điểm mình phán đoán thôi, để can thiệp thôi. Nỗi đau về chấn thương, nỗi đau về không được ra sân thi đấu thì cái nào là nó đau hơn? Không được ra sân thi đấu nữa. Thì cái như mà em có câu dụ người mệt thì không mệt mà tâm mệt mới là mệt. Thà có thể mình được ra sân thi đấu nhưng mà bản thân mình va đập mình đau bình thường, đó là niềm vui cơ. Nhưng mà mình không được thi đấu, người mình nó khỏe mạnh như là mình cũng thấy cũng không được vui lắm. Đâu là thời điểm mà Đông Triều phải đối mặt với rất nhiều những cái suy nghĩ nó thiếu tích cực nhất trong sự nghiệp của mình? Giờ năm ở Bình Dương, mong muốn về để mình cố gắng mình thi đấu, để mình tìm lại chính mình. Cuối cùng về đây mình mất luôn là mình. Thì nó stress và đi cái tâm lý nó bị đi xuống nhất thôi. Lúc đấy em nghĩ em sẽ làm gì? Lúc đó em nghĩ là tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình phải lại như vậy? Bây giờ phải đứng lên. Mình đàn ông, mình không tự cho phép bản thân mình buông xuôi. Có thể mình dở về vấn đề khác nhưng về mặt tinh thần mình không thể dở được. Quan niệm là vậy, cho nên em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng cho đến khi còn duyên với nghề. Rất nhiều anh em đồng đội có nói rằng là Đông Triều thực sự là cũng không may mắn lắm. Vì mà khi thay đổi một cái môi trường thì nó lại có quá nhiều những sự thay đổi. Nếu anh Trần Minh Chiến vẫn còn cầm quân thì khả năng là sự nghiệp của Đông Triều sẽ khác đấy. Một phần thôi. Vì Thầy Chiến, khi mà Thầy Chiến làm ở Bình Dương thì Thầy Chiến gọi em về. Thì em về em chơi, lúc mà Thầy Chiến đang làm thì em chơi tạm được. Và mọi thứ đang tốt dần lên thì Thầy Chiến nghỉ. Nhưng đối với em là một cầu thủ chuyên nghiệp thì không phải là vì thay huấn luyện viên là mình này. Mình là cầu thủ chuyên nghiệp thì mình bắt chấp nhận mình phải thích hợp với tất cả các huấn luyện viên, chịu được tất cả các chiến thuật của các huấn luyện viên đề ra. Thì đó mới gọi là cầu thủ chuyên nghiệp. Chứ không đổ thừa bất cứ là do tôi về với ông này đi mà tôi đá không được. Đó không phải là con người của em. Nhưng mà rõ ràng là nếu như anh Chiến vẫn ở lại thì nó sẽ thuận lợi hơn. Mình không đổ thừa là mình chưa thành công là vì có sự thay đổi. Nhưng nếu như không có sự thay đổi thì mình sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Lại một lần nữa chúng ta lại thấy không chỉ là đen đủi từ chấn thương, mà đôi khi cái sự thay đổi về thượng tầng ở câu lạc bộ nó cũng tạo thêm cho mình những cái rào cản nữa. Dạ, thì nói chung là nếu mà Thầy Chiến còn làm thì biết đâu em sẽ lại tốt hơn bây giờ. Mà thì chắc cũng cuộc sống cũng không có tự giá như. Cho nên là thôi, chấp nhận lại. Trong đầu của Đông Triều đã bao giờ suy nghĩ đến một cái hướng đi khác không? Trong những lúc mà tận cùng của sự thất vọng. Có một lần lúc em chấn thương ở Gia Lai thì em chấn thương nhiều quá, bị lâu quá mà bị tái đi tái lại hồi. Thì em mới nghĩ đầu bây giờ mình lỡ mình nghỉ nghề, mình về mình làm cái gì? Lúc đó làm để bằng đại học, chưa học xong, ngay cả bằng lái xe cũng không có. Bây giờ nghỉ pháp, em bị rơi vào tình cảnh là bây giờ mình lỡ ví dụ mình nghỉ thì mình làm cái gì? Anh biết một cầu thủ mà khi mà bị tâm chấn thương nhiều rồi tối về nằm suy nghĩ nó bị hoang mang, rồi cuộc sống mình sẽ có lúc mình sẽ nghĩ bậy. Không ai là nghĩ đúng, nhưng mà qua đó may mắn là em lại trở lại được, em lại chơi lại được. Lúc đấy thì điều gì đã kéo Đông Triều lại với những cái suy nghĩ tích cực? Em thì về chùa, về những nơi mà em cảm thấy là yên tĩnh rồi, và cái tâm em nó không phải suy nghĩ nhiều nữa. Từ đó bắt đầu mọi thứ nó tốt dần, thay đổi dần lên. Minh Hải rất là muốn để các bạn hiểu về tất cả những cái khó khăn mà Đông Triều đã phải vượt qua. Bởi vì là Minh Hải hiểu một điều là một con người tài năng, một con người rất là có ý chí, rất có nghị lực, đương nhiên là không thể nào có thể đánh gục được anh ấy. Nhưng mà đôi khi có những người ta lại chưa hiểu là em đã phải trải qua những khó khăn như thế nào
Và thực sự cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện với nhau ở đây không phải ôn nghèo kể khổ, không phải để khơi gợi lại những cái khoảng thời gian phải nói là đen tối, mà chúng ta chỉ muốn chia sẻ với nhau để mọi người hiểu, à, hóa ra Đông Triều đã gặp nhiều khó khăn đến như thế. Thời điểm là em trước khi đi châu giải châu Á bên Myanmar tập xong thống nhất thì chiều nay tập để sáng mai đi thì em chấn thương hết giải châu Á bên U19 châu Á bên Myanmar thì em không đá một phút nào. Về giải ở Cần Thơ thì trận bán kết em đá, bán kết đá trận chung kết em đá với Thái Lan thì 35-24 phút vậy đó em bị rách cái đùi. Em nghĩ từ tháng 11 năm 2014 lên qua 2015 em nghĩ cho đến khi mà trận Long An vòng 2 Long An em mới quay lại, thì quay lại đúng 10 phút là bị rách, bị cái đùi lại có vấn đề nên phải nghỉ. Nghỉ từ vòng 2 cho tới mãi sau vòng 10, vòng 11 khi đá với Đồng Nai xong lấy cô em trở lại em đá được 90 phút là em bị chuột rút hai chân em ra, thì đó là lần trở lại của em. Đánh dấu sau 2 năm làm bạn lại cái cơ đùi nó không bị, nó bị vấn đề. Trận Đồng Nai đó thì trước đó thì em vẫn chưa tự tin em chơi. Hôm đó thì thứ bảy đá, chủ nhật thứ bảy đá thì thứ tư có đá đội hình thì thầy Dôm bảo em qua đá, em nói em chưa tự tin. Em để em đá trận đá tập này thử. Nếu mà em vô sân em đá được thì vào giải em đá. Thì buổi đó thì em vào sân em máu quá. Em máu quá em đá hết trận em không để gì tới chấn thương. Cuối cùng nó thế là nó hết rồi, do mình sợ mình bị ấy thôi. Còn mình nói vào sân thì mình phải chiến đấu thôi. Thì sau đó em trở lại thì nó mọi thứ nó ổn hơn. Bây giờ thì cái tình hình chấn thương nó như thế nào rồi? Nó đã được giải quyết một cách triệt để chưa? Bây giờ chấn thương em giải quyết một cách triệt để. Bây giờ em đang có một cái nền tảng cơ thể rất là ok. Đối với em bây giờ là em rất là ok. Thật tuyệt vời. Đến khi nào thì người hâm mộ có thể kỳ vọng là Đông Triều sẽ trở lại 100%? Đối với em thì khi nào em cũng vào sân thì em cũng từ trăm trở lên, không bao giờ dưới. Nhưng mà để được thi đấu hay không đó là sự quyết định của ban huấn luyện. Và công việc của em bây giờ là tập luyện và cố gắng chờ cơ hội. Chúng ta hãy trở lại những cái ngày xưa. Ngày xưa phải nói là Đông Triều được sướng là một trong bốn cái tên. Bao giờ lão nói là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Đông Triều. Hồi đấy còn chưa có Văn Toàn, chưa có Văn Thanh, chưa có Hồng Duy, đúng không? Minh Vương lúc đấy còn là còn một cái tên rất là xa lạ. Nhưng bây giờ khi nói về Hoàng Gia Lai thì người ta thường là tách cái tên Đông Triều ra. Người ta nói Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường. Thậm chí bây giờ nói đến cả Triệu Việt Hưng và Dụng Quang Nho. Dạ. Dường như là họ đã hơi bị lãng quên với một cái tên. Điều đó điều rất là vui, em rất là tốt, tại vì bây giờ nhiều anh em phát triển thì câu lạc bộ sẽ phát triển mà. Những em đã phát triển chỉ giúp câu lạc bộ phát triển đi hơn, đi lên. Và em nằm trong câu lạc bộ thì em không phải đi cũng theo gùm xe đó mà phải đi lên theo. Thì điều đó giúp cho chuyên môn câu lạc bộ đi lên, sự phát triển. Và mình nhìn nhận ra những sự phát triển của những anh em mình rất là vui. Và bản thân em cũng phải, em rất là vui. Dù nhắc hay không thì em cũng không phải chạy lòng một chút. Thực sự đấy là sự tự trọng của những người đi làm nghề. Anh đi tin chắc luôn là Đông Triều đang giấu nó ở một cái góc sâu kín nhất trong trái tim của mình. Xưa giờ em vẫn không coi em là một người gì đó quan trọng. Cái tính em bây giờ em sao cũng được. Bây giờ câu lạc bộ có nhắc tên hay không, không nhắc thì em cũng ít biết lắm. Em cũng thứ nhất là quan điểm của em không đọc báo. Không đọc báo về bóng đá. Bóng đá nước ngoài có thể đọc nhưng bóng đá Việt Nam em hầu như là không đọc. Thứ hai chỉ cần thấy tên em là em lướt, em không bao giờ xem. Không phải là em như thế nào mà em cảm nhận em chỉ là một con người bình thường thôi. Thì mục tiêu của em chỉ làm tốt nhất công việc của em thôi. Ngày xưa đã như thế rồi hay là từ trải qua xưa, những cái khó khăn mình mới như thế? Từ ngày xưa tới giờ em đã như thế rồi, cho nên là em giữ được cho em một sự cân bằng giữa sự việc là có nổi tiếng hay không. Thì em không coi mình là người nổi tiếng, cho nên có nhắc tên em hay không nhắc thì em cũng không biết như vấn đề đó. Rồi khi em nhìn thấy các đồng đội thi đấu ở đội tuyển thì cảm xúc của em như thế nào? Không biết những cầu thủ khác sao, như em thì đội tuyển đá thì chẳng nào cũng coi. Coi để mình học hỏi, coi để mình xem cổ vũ bạn bè mình. Coi để mình có động lực mà phấn đấu. Tất
cả cầu thủ, ngay cả cầu thủ chưa được lên hay đã được lên hay lên rồi đều được muốn được khoác áo đầu tiên. Nhưng mà để khoác áo đầu tiên nó không phải một vấn đề đơn giản, nó cần rất là nhiều thứ. Và em đã từng có tất cả những thứ đó, và mình phải cố gắng, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để được mặc được áo đầu tiên. Thì cái điều đó là điều tất cả cầu thủ đều khát khao, ngay bản thân em đều phải. Anh rất hay nói chuyện với những đồng đội của Triều, và mọi người nói là thực sự Triều là một người đàn ông, một chiến binh, một người thực sự có tài, nhưng hiện nay không cảm thấy may mắn. Và thực sự là anh em cũng động viên em rất là nhiều. Em có thể chia sẻ những lời động viên của những đồng đội với những thầy không? Thì anh em cũng chỉ biết nói một câu, anh em đều nói là không nói về cái khả năng chơi bóng của em nữa. Anh em muốn nói là thôi cố gắng đi. Khả năng của bạn ai cũng biết, chỉ cần bạn trả lại đúng khả năng của bạn là được. Câu nói của bạn bè và các thầy đều nói vậy. Ngày xưa Triều thường xuyên là người đi động viên người khác. Bây giờ ta lại nhận những lời động viên của anh em bạn bè. Thực sự đấy nó cũng là một cái niềm vui, nhưng thực sự anh vẫn thấy có một cái sự chạnh lòng. Chắc chắn rất nhiều trận đấu anh nhìn cách mà mọi người ra nói chuyện với em, động viên một cái vỗ vai thôi, họ quá hiểu em. Và thực sự họ dành cho em một cái tình cảm rất là lớn. Em có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện mà anh em bạn bè động viên mình khiến cho mình cảm thấy là nó dồi dào động lực trở lại. Thì anh em như hay chửi em bảo mày cứ thiếu gì đâu, lo mà tập đi. Biết rồi phải cố mà tập. Anh em cũng chửi nặng có, chửi nhẹ có. Câu chửi nặng nhất là của ai và nội dung nó như thế này? Câu chửi nặng nhất là Phượng hay chửi em thôi, mà chửi tục. Nhưng mà thôi thì bạn bè mà thà chửi vậy, em thích như vậy. Nhưng mà Tuấn Anh là người lo cho em nhất. Tuấn Anh là người em ở trong nhà. Anh em cũng hay thủ thủy nói chuyện thì cũng hay tâm sự. Thì em với Tuấn Anh hay bàn về công việc rồi nói này nói kia, cách tốt, cái này tốt, cái nào không tốt. Rồi cái chuyên môn của em thì Tuấn Anh cũng động viên để mình quay lại. Tới bây giờ thì em thấy mình đang ổn. Và có một người nữa, đấy là Bầu Đức. Bầu Đức thì ngày xưa cực kỳ quan tâm đến chấn thương của Tuấn Anh. Nhưng bây giờ lại rất là quan tâm đến Đông Triều. Thì để về kể về chú Ba thì em kể không hết được đâu. Về cách mà chú Ba nói chuyện với em rồi, cách mà chú Ba giúp đỡ em, cách mà tình cảm chú Ba dành cho em, thì để mà kể ra đây thì nó rất là dài. Và em tự em cảm nhận được cái tình cảm của chú Ba dành cho mình. Không phải riêng cho em đâu, nhưng mà tất cả những cầu thủ trong đội thì chú Ba luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất. Chú rất tâm huyết và chú thương tất cả anh em. Mắng có, yêu có, chửi có, gì cũng có. Nhưng mà sau cuối là đó như là tình cảm dành cho tụi em thôi mà. Có đợi em nhớ đúng câu chú Ba hay la em, cái giò mày tao đem hầm măng bây giờ. Nghe là chẳng thương nhiều quá nên chú la vậy. Mà một cách mắng rất là mắng, cái mắng vậy thôi. Nhưng mà thì chắc chú cũng quan tâm mình, chú mới nói vậy. Thì mình muốn giò mình không hầm măng thì phải lo mà tập thôi. Điều em sai với chú là em không đáp ứng được kỳ vọng của chú. Không, điều em trăn trở nhất đối với chú Ba là chỉ có là mình không sai với chú bất cứ một vấn đề gì hết. Chỉ một sai đều là không đáp ứng được cái kỳ vọng của chú. Và anh biết là khi em quyết định xin rời Hoàng Gia Lai đi, nó là một quyết định mà khiến em phải vật vã. Quyết định đó một năm. Từ đầu năm 18, giữa năm 18 và cuối năm 18 thì em mới quyết định. Lúc đó là em không xin đi. Em thì trong đầu em xưa giờ thì không có khái niệm là em lúc không phải là xin đi, nhưng mà chú Quốc Anh gọi cho em là có một câu lạc bộ muốn mượn cháu. Thì em mới hỏi là có bộ nào, xong rồi em mới suy nghĩ, xong rồi em quyết định là đi, chứ không phải là em chủ động em xin câu lạc bộ đi là vấn đề. Thì em nghĩ năm 2018 em đá cũng không nhiều nhưng cũng không ít, cũng hơn nửa số trận cho Gia Lai, thì mình nghĩ thôi mình tìm một cái gì mới, mình đi một môi trường mới, mình học hỏi kinh nghiệm để mình quay về mình phục vụ câu lạc bộ. Thì em nghĩ vậy cho nên thì em cứ dạ đi. Lúc đấy em suy nghĩ như nào trước khi em quyết định đi?
chắc là cũng sẽ rất khó khăn. Có. Em nói rồi, bỏ một nơi mình từ nhỏ lớn lên tới bây giờ, rồi bỏ đi một môi trường mới, tất cả đều phải làm lại từ đầu, từ mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, từ lối chơi, từ ăn uống, đều phải thay đổi hết. Thì mình em cũng đắn đo xong, nhưng mà thôi, mình đợi để ra sương gió mà, đâu cũng được, phải đi thôi. Và lúc đấy khi mà em khoác cái ba lô em rời khỏi Hàm Rồng, cảm xúc của em như nào? Anh nghĩ là nó sẽ rất là lẫn lộn, đúng không? Vừa có một cái sự kỳ vọng cho tương lai, vừa là một cái gì đấy mình rời bỏ một nơi nó đã trở thành máu thịt, nơi mà em ở nhiều hơn ở trong chính gia đình của mình luôn. Dạ đúng rồi. Thì cái buổi đó thì em lên em dọn đồ thì buồn. Mình đi nhưng mà mình xa nhà, lần đầu tiên xa nhà vậy cũng buồn. Thế là xuống Bình Dương cái ngày đầu tiên uống cà phê, tự nhiên buổi sáng cà phê mình nhớ Gia Lai. Em đi em ở Bình Dương em phải rất là nhớ anh em đồng đội, nhớ cái khung cảnh rồi nhớ. Nhưng may mắn ở Bình Dương thì cũng có nhiều anh em bạn bè cầu thủ, rồi cũng hỗ trợ em vấn đề hòa nhập. Dạ, cho nên là may mắn thì mọi thứ nó cũng ổn định ở Bình Dương năm đầu tiên. Dạ. Và khi em trở lại thì Pleiku thì lúc đấy cảm xúc của em nhỉ, lấy lại cái căn phòng rồi tất cả mọi thứ. Nó về lại thì nó rất là kiểu mình về lại nhà vui hạnh phúc rồi. Ngay cả những cái vật dụng của em để lại thì vẫn còn đó. Chúng ta là những chàng trai, chúng ta không sợ khó khăn, chúng ta không ngại thất bại, nhưng thực sự đối với gia đình nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có thể bố mẹ rất là lo lắng, mà bố lo lắng, mẹ lo lắng theo cái cách không cho mình biết. Đông Triều cảm nhận về cái điều này như thế nào? Đối với em thì mỗi lần mà em chấn thương á, em thi đấu mà chấn thương trên TV á, là điều đầu tiên em bắt điện thoại em gọi về nhà, nó không sao đâu, chuyện giò bình thường không sao đâu. Nhưng nó nghĩa là điều đầu tiên em muốn là an ủi bố mẹ, không phải lo về em nữa. Tại vì mỗi lần em đau lại biết đường nào ở nhà, tại vì mình con mình đá thì đường nào phải coi TV, thì coi em ở đâu là em bắt điện thoại về em nói chuyện liền, không sao. Điều đầu tiên em gọi là báo bố mẹ, để báo bản thân em không sao hết. Thì bố mẹ lo cho em nhiều lắm. Em biết nên là cứ xong trận lại phải gọi về em báo là không sao, hay là như thế nào cho bố mẹ yên tâm. Nhưng còn lâu bố mẹ mới tin. Lần đầu có tin, lần hai tin, nhưng mà sau nhiều quá hết tin. Em có cảm nhận được cái sự lo lắng của bố mẹ, sự quan tâm của bố mẹ, thậm chí là kể cả anh phải dùng một từ hơi mạnh là sự đau xót cho cái cơ hội của em. Chả có chứ, có mà, nhiều mà. Nhưng thì bố mẹ cũng không muốn nói ra đâu. Nhưng mà đối với em nghĩ chắc bố mẹ em chỉ muốn em đừng đau là được. Đừng đau, đừng chấn thương là được. Còn vấn đề mà đá vươn lên rồi đá thành người này người kia thì bố mẹ em chắc bây giờ không kỳ vọng nữa rồi. Chỉ muốn em lành lặn, một con người lành lặn là bố mẹ vui. Bố mẹ kỳ vọng ở chiều nhiều, chẳng qua không nói thôi. Khi mà tâm sự với anh thì anh cảm nhận được điều đấy. Rất là mong muốn không chỉ là em khỏe mạnh trở lại, không chỉ là em lấy lại cái vị thế của mình, mà còn là ở trong đội tuyển quốc gia. Bố mẹ em không bao giờ tạo áp lực về nghề nghiệp đối với em. Đối với bố mẹ em thì nghề nghiệp của em là chuyên môn của em, thì không bao giờ mà bố mẹ nói là không bao giờ nhận xét về chuyên môn của em, không bao giờ nói con đá hay con đá dở. Chỉ hỏi đá xong hỏi mệt không, ăn uống nghỉ ngơi rồi cố gắng tập luyện. Bố mẹ của em cũng không đặt áp lực về đội tuyển quốc gia gì cho em. Nhưng mà em nghĩ ai mà chả thích con mình được đá đội tuyển, thì em nghĩ bố mẹ em cũng tâm lý chung vậy thôi. Công việc của em là em biết thôi, còn em về nhà là em về với gia đình, em không mang công việc về gia đình. Bản thân em về tới nhà là em không mang công việc bóng đá về tới nhà, em không nói chuyện bóng đá ở nhà đó. Trong khi ở nhà lại đang có rất có nhu cầu nói chuyện bóng đá với em. Không, đối với em là không mang công việc về nhà. Bóng đá là công việc của em, là cuộc sống của em ở ngoài. Nhưng em về nhà là em là con cái gia đình. Em về nhà em mang cái gì này? Em mang cái tình cảm thằng con trai xa nhà về. Em mang những câu chuyện về đời tư, những câu chuyện về tình yêu của em, về câu chuyện gia đình của em, em mang về. Nếu ai đó quan tâm đến chuyện bóng đá, họ đề cập đến vấn đề bóng đá, thì em ứng xử thế nào? Thì tùy anh ạ, mỗi người hỏi, mỗi câu hỏi thì em sẽ có những câu trả lời khác nhau. Ví dụ sẽ có những câu hỏi là bao giờ trở lại đội tuyển, thì em trả lời nhá. Em nói bao giờ ông gọi thì em trả lại không thôi. Em nói thế thôi, còn không hỏi sao mà hỏi. Em nói như vậy thôi. Rất hiểu, rất hiểu.
Nhưng mà em không công việc của em là em không muốn đem về nhà. Đó là một sự lựa chọn của mình thôi đúng không? Dạ. Nếu như em thành công hơn thì em liệu hai em có thay đổi điều đấy không? Không, em còn thành công hơn em cũng vậy. Thì em chỉ muốn mình về nhà, mình là một đứa cháu, một đứa con, một người chồng. Thế thôi. Ngay cả nhà em bây giờ em đi bóng vậy chứ huy chương rồi bố mẹ cũng để nhà để có đó treo đâu. Dạ, thì nói chung là đối với em cuộc sống ở ngoài và cuộc sống bóng đá là hai cuộc sống khác nhau. Em không muốn hai cái đó nó dính dáng vào nhau. À, và em thì một người rất hiểu em nhưng không hiểu về bóng đá. Và em chỉ muốn nói là điều vui nhất của em là được ra sân. Thì vợ chỉ muốn nhìn thấy điều em vui nhất thôi, còn lại vợ không muốn thấy bất cứ gì hết. Điều một câu nói của vợ làm cho em suy nghĩ và mình cảm thấy cái động lực rất là to lớn. Vậy chứ nói em một câu, bây giờ niềm vui nhất của anh là sân đúng không? Đúng. Vậy thì em chỉ muốn thấy niềm vui nhất của anh thôi. Còn anh kể chuyện cười, em hay chọc vợ, em hay đùa giỡn với anh em. Những nụ cười đó của em, vợ kêu nhìn cười vậy thôi, nhưng mà vợ biết được là nụ cười hạnh phúc nhất của em ở đâu. Chiều có bất ngờ không khi mà Chiều nhận được tình cảm của rất nhiều các cổ động viên? Dạ có. Về cổ động viên thì em có những cổ động viên cũng đặc biệt. Thì họ luôn động viên mình và luôn quý mến mình. Và đôi lúc mình như năm 20 rồi, mấy năm cách đây em đâu, một năm em không đá nhưng em vẫn còn sự động viên của mọi người, sự yêu mến của mọi người, thì điều đó em rất là vui. Hãy kể cho mọi người nghe những cổ động viên đặc biệt mà đã có những cái lời động viên thực sự là có giá trị về mặt tinh thần đối với em. Không ra sân nhưng mà đối với họ hình bóng em vẫn mãi là như vậy, cái kiểu là họ vẫn động viên em đều như vậy. Họ chỉ muốn nhìn em được thi đấu trở lại thì em đang cố gắng để đền đáp lại cái sự kỳ vọng đó. Rất nhiều người đã gửi quà, thậm chí là anh vừa mới được biết là có những người ở Mỹ có thể gửi sữa về cho mình. Dạ. Mà có những cái tin nhắn rất là dễ thương. Dạ. Thực sự đây là điều không phải dành cho tất cả mọi cầu thủ, kể cả những người đang thi đấu. Dạ. Thì em may mắn là vừa rồi, cái món quà vừa rồi là một người cô bên Mỹ, thì thông qua anh ca sĩ Hồi Việt Trung thì anh thì gửi về cho em. Thì chỉ nhắn tin nhắn là thấy chẳng thương nhiều quá, thương quá, bây giờ gửi sữa về uống rồi uống thử hợp thì cứ nói cô mua về cho. Thì cứ như vậy. Thì đối với em thì lời động viên nào cũng là động viên ý nghĩa mà. Họ đã dành thời gian quan tâm mình, dành thời gian động viên cho mình thì điều đó là điều ý nghĩa nhất đối với em rồi. Đối với em không cái nào là để ý nghĩa nhất, ý nghĩa nhì. Tại vì họ đã dành thời gian, họ đã dành lời tình cảm cho mình như vậy, đó là điều ý nghĩa rồi. Còn để mà tìm ra đặc biệt thì đối với em dành sự đặc biệt cho tất cả những lời động viên đó. Chiều có muốn gửi một lời đến tất cả các cổ động viên, những người mà có cơ hội để gửi tin nhắn cho em, và kể cả những người mà không có cơ hội nhưng họ vẫn dành cho em một sự quan tâm? Thì qua đây thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả những người đã yêu mến, động viên và ở cạnh Triều trong thời gian lúc nào lúc khác cũng phải. Và xin hy vọng là mọi người sẽ mãi yêu thương Triều những lúc ban đầu. Ngày hôm nay trước khi chuẩn bị cho chương trình với Đông Triều thì anh có một người bạn cũng là một người hâm mộ Đông Triều có hỏi một câu là Đông Triều với huấn luyện viên Kenny Sắc có những cái sự phù hợp với nhau về mặt chiến lược, và liệu Đông Triều có cải thiện được khả năng của mình dưới triều đại của anh Kenny Sắc hay không? Đối với anh Di Cô thì anh Di Cô mới về làm thì em cũng trong đội thì cũng tiếp xúc cũng nhiều, thì thấy cái chiến thuật anh Di Cô cũng mới đem những cái mới về áp dụng cho câu lạc bộ thì em thấy mọi thứ đang tốt dần. Và không riêng gì em mà tất cả những cầu thủ trong đội đều phải cố gắng tập luyện để đáp ứng được cái yêu cầu mà của anh Di Cô đề ra đi được vào sân thi đấu. Chiều có cảm nhận được là cái cơ hội của mình nó đang tăng dần lên hay không? Dạ, bởi vì hiện nay là Hoàng Gia Lai đã mua hai trung vệ này. Dạ. Rồi anh Di Cô Thái lại còn đợi, anh còn ký hợp đồng ở đấy 2 năm cơ. Cho nên mọi người rất là lo ngại là trong 2 năm đấy, nếu như trong trường hợp mà cơ hội của Đông Triều nó không được cải thiện thì có nghĩa là nó sẽ rất là khó khăn. Thì đối với em bây giờ cũng đang khó khăn rồi. Khó khăn nữa chẳng sao. Bản thân em là con người gặp khó khăn cũng nhiều, mà thất bại trước nó thì chưa. Cho nên em không ngại. Dạ, thì bây giờ công việc của em là phải tập luyện và thi đấu.
em chỉ cố gắng tập luyện thi đấu tốt nhất khả năng của mình, còn vấn đề nhìn nhận hay không đó là vấn đề của anh với cô. Thì em hy vọng là sẽ hợp thôi, mà cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Mục tiêu lớn nhất của em trong năm 2021 là gì? Là chỉ được ra sân và cống hiến cho Hoàng Anh Lai. Chỉ thế thôi, chứ không có một mục tiêu gì cụ thể? Dạ không, chỉ mong là được ra sân và được cống hiến cho Gia Lai thôi. Điều đấy có phải là điều quan trọng nhất đối với em trong suốt cả sự nghiệp hay không? Hay là chỉ là trong giai đoạn này? Thì trong suốt sự nghiệp thì đối với em thì mình mang ơn chú ba mà. Thì cho nên là mình cứ ra sân mình phục vụ cho Hoàng Gia Lai trước. Nếu phục vụ tốt và đội tuyển mà nhìn nhận được thì mình phục vụ cho đội tuyển. Nhưng đi đầu tiên thì mình đó, cầu thủ mà đá câu lạc bộ phải phục vụ câu lạc bộ trước. Nếu lên tuyển thì phải phục vụ tuyển. Cho anh hỏi một câu cực kỳ cụ thể. Là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Đông Triều là gì? Cùng lứa của em có một danh hiệu chính thức. Nó có thể là cúp quốc gia, có thể là V-League, có thể là giải này giải một cái giải nào nó gọi như là giải chính thức. Vì lứa em anh thấy tụi em đá xưa giờ này kia, nhưng mà để thành tích cùng với nhau thì nó lại chưa. Cho nên em rất muốn về một thành tích đó. Tụi em từ bé đến lớn ở như với nhau, xem nhau như anh em ở còn nhiều hơn anh em ruột trong nhà. Rồi lớn lên cùng nhau, thi đấu cùng nhau, tất cả mọi thứ đều cùng nhau. Nhưng tiếc một xíu là những cái trận chung kết trước, ba bốn trận chung kết đó mà tụi em chỉ có không vô địch được. Thì tiếc. Và bây giờ tụi em muốn làm được một điều gì đó. Và thời gian thì không còn nhiều đúng không? Bởi vì là tới đây thì một loạt các cầu thủ sẽ hết hợp đồng, sẽ có thể đứng trước một cái tình trạng là tan đàn xẻ nghé. Lúc đấy mà để mà tập hợp lại được với nhau trong một màu áo thì quá khó, ngoài đội tuyển quốc gia. Trong những lúc mà nói chuyện với nhau, bọn em có nói về những giấc mơ chung như Đông Triều vừa với... Dạ có chứ, đó là điều tụi em hay nói với nhau mà. Hai tụi mình sao lại không có gì có với nhau à? Nói như là những giải giao hữu rồi, nhưng mà những giải chính thức thì chưa. Chưa có một thành tích gì để với nhau. Sau này còn nhắc lại, bây giờ nhắc trận đó thua, trận này thua. Nó không có cái gì là kỷ niệm đó. Và chắc chắn là nó còn cao hơn là để đền đáp cái tình cảm của người hâm mộ. Dạ. Yeah. Bằng một danh hiệu thực sự. Bằng một danh hiệu thực sự. Để dành tặng cho những người hâm mộ đội bóng. Dành tặng cho người hâm mộ, cho những tất cả những anh em. Và đặc biệt thì nó thật sợ hơn cho chúng ta.